Thưa quý vị và các bạn, những ngày này các cấp công đoàn trong cả nước đã và đang tổ chức Tết sum vầy cho đoàn viên công nhân viên chức lao động. Tại Thanh Hóa, chương trình này đã mang đến cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết ấm áp, nghĩa tình. Không chỉ có sự chăm lo chu đáo của tổ chức công đoàn, công nhân viên chức lao động còn nhận được sự quan tâm sâu sát của các cấp, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp. Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Anora Việt Nam đóng trên địa bàn xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Năm nay, công đoàn công ty đã tổ chức cho công nhân chương trình Tết sum vầy vui tươi, tạo tâm thế phấn khởi để công nhân đón Tết Nguyên đán. Khu vực diễn ra Tết sum vầy được trang hoàng lộng lẫy. Đây là doanh nghiệp có số lượng công nhân đông nhất trong khu kinh tế Nghi Sơn với 24.000 người. Vì vậy, việc tổ chức chương trình Tết sum vầy của công đoàn công ty đã thu hút được số lượng lớn công nhân tham gia, đông nhất từ trước tới nay. Xuyên suốt chương trình là các nội dung hoạt động sôi nổi và thú vị. Nhân dịp này, công đoàn công ty đã trích từ quỹ phúc lợi và vận động các doanh nghiệp tài trợ, tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn 328 suất quà Tết. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với công ty trao tiền hỗ trợ mái ấm công đoàn cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp hoạn nạn với mức hỗ trợ 50 triệu đồng. Chương trình Tết sum vầy của công ty diễn ra vui nhộn nhất trong phần bốc thăm trúng thưởng. Hàng trăm suất quà đã được trao tặng với tổng giá trị 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, công đoàn công ty còn phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức gian hàng Tết nghĩa tình, bán hàng giảm giá cho đoàn viên thanh niên và công nhân viên chức lao động. Được biết, trong dịp này, các doanh nghiệp trực thuộc công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã tổ chức 5 điểm Tết sum vầy cho công nhân lao động ở các doanh nghiệp có từ trên 1.000 công nhân lao động trở lên. Thông qua các hoạt động này thì cũng vừa là quan tâm tới người lao động, rồi các cấp công đoàn, các nhà tài trợ đã dành những suất quà tặng cho công nhân lao động. Và theo thống kê ban đầu thì dự tính trong chương trình nó có khoảng trên 1.000 suất quà ở các cấp dành cho cái Tết sum vầy cũng như là Tết Nguyên đán cho người lao động. Với phương châm tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết và mang đến những phần quà ý nghĩa cho công nhân lao động nghèo đón xuân, chương trình Tết sum vầy 2020 cũng được tổ chức tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Aleron Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. Chương trình thu hút gần 10.000 công nhân người lao động tham dự. Tại chương trình Tết sum vầy 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Aleron Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã trao 22 suất quà trị giá 1 triệu đồng một suất, hỗ trợ kinh phí xây dựng 6 mái ấm công đoàn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa cũng đã biểu dương khen thưởng 20 công nhân lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn giày Aleron Việt Nam có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn. Khi tôi được nhận quà, tôi cảm thấy rất là xúc động ạ. Và dùng món quà này cũng là giúp cho gia đình tôi có cái Tết đầm ấm hơn. Cũng trong dịp Tết sum vầy 2020, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp công đoàn trong tỉnh và các doanh nghiệp đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm tặng quà Tết cho gia đình công nhân lao động. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, công ty giày Sunjet cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những công nhân không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật. Đón nhận phần quà từ lãnh đạo công ty, mẹ con chị Lê Thị Huê ở xóm Cổng, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn không giấu nổi xúc động. Hôm mai ra cha con nó ốm đau thì trên công ty rồi công đoàn thế là về thăm hỏi gia đình chúng tôi thì tôi cũng xin cảm ơn là bên công đoàn rồi các anh các cô các chú là cán bộ của công ty về là tôi đúng hết sức là cảm ơn. Không chỉ các doanh nghiệp quan tâm tổ chức Tết sum vầy cho người lao động
mà các cơ quan đơn vị, trường học trong toàn tỉnh cũng chăm lo Tết cho cán bộ công nhân viên chức lao động với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Năm nay, gia đình chị Trần Thị Ninh, đoàn viên công đoàn trường Trung học cơ sở Tân Phúc, huyện Nông Cống đã được đón Tết trong ngôi nhà mái ấm công đoàn khang trang vừa hoàn thành cách đây hơn một tháng. Mọi năm là gia đình tôi là ở căn nhà là cấp 4 là đang còn cũ nát, mưa nắng là đang bị dột, cho nên là năm nay được sự quan tâm giúp đỡ của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Nông Cống và Công đoàn trường Trung học cơ sở Tân Phúc đã quan tâm giúp đỡ đến gia đình tôi để xây được ngôi nhà mới khang trang, thì tôi đón Tết năm nay là rất vui và rất phấn khởi và đã tạo mọi điều kiện tôi rất yên tâm để công tác. Chương trình Tết sum vầy cho công nhân lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ nhiều năm nay, được Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn cơ sở tổ chức hàng năm với sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền các cấp, các tổ chức doanh nghiệp trong tỉnh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình đã mang lại không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm cho công nhân lao động trong dịp Tết đến xuân về. Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, đoàn viên công đoàn, người lao động nhận thức rõ hơn vai trò trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn, góp phần phát triển đoàn viên, tạo động lực khích lệ, động viên công nhân lao động làm việc năng suất, chất lượng hiệu quả hơn nữa và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp. Qua báo cáo nhanh của Liên đoàn Lao động tỉnh, đến nay các cấp công đoàn đã trích từ kinh phí hoạt động và vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các nhà tài trợ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên 135.000 suất quà, trị giá trên 14 tỷ đồng. Với chủ đề năm 2019 và năm 2020 là mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Xác định được cái nhiệm vụ đó thì Liên đoàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn. Và cho đến thời điểm này thì đã có 16 đơn vị cấp trên công đoàn cơ sở đã tổ chức Tết xuân về cho công nhân lao động. Trong đó có hơn 20 các cái công ty phối hợp cùng với công đoàn đã tổ chức các cái chương trình Tết xuân về cho công nhân. Thiết nghĩ rằng là với cái chương trình này là đã được công nhân lao động và đoàn viên hưởng ứng rất là nhiệt tình, bởi vì họ ngay bản thân họ cũng đã tự nhận thấy đây là một cái việc làm rất là thiết thực của tổ chức công đoàn, đã tạo ra một cái sân chơi, đã đồng thời cũng tạo ra một cái chia sẻ động viên cho đoàn viên công nhân lao động có những hoàn cảnh khó khăn, và đồng thời cũng khuyến khích cho đoàn viên công nhân lao động có những thành tích sau một năm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Do đó là mỗi một đơn vị khi tổ chức ra cái chương trình này thì đều được lãnh đạo doanh nghiệp, đều được các cấp ủy của địa phương cũng như là công nhân lao động rất là phấn khởi, và họ tin tưởng vào các cái việc tổ chức các cái chương trình để chăm lo cho đoàn viên vào những dịp Tết đến xuân về. Chương trình Tết sum vầy năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi được gắn với hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Với sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Tết sum vầy năm nay được công đoàn các cơ sở tổ chức cho công nhân viên chức lao động với chủ đề Tết sum vầy mừng xuân ơn Đảng. Việc tổ chức Tết sum vầy là một sáng kiến hay của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tết sum vầy đã trở thành ngày hội lớn, Tết truyền thống của tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động trên cả nước. Qua đó, thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người lao động, giai cấp công nhân, lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tết sum vầy cũng là dịp tạo mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa chủ sử dụng lao động với người lao động, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Chương trình Tết sum vầy 2020 đã được lan tỏa để các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội cùng quan tâm nhiều hơn tới công nhân viên chức lao động, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, để mọi người, ai cũng có một cái Tết thật sum vầy, ấm áp.